Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chào quý vị và các bạn. Khi qua đời, mỗi người sẽ cầm theo một tập hồ sơ, ghi lại toàn bộ những gì mình đã làm khi còn sống ở trên đất. Mỗi người sẽ cầm tập hồ sơ đó, đứng trước một cái cân gọi là thước đo trọn lành. Những ai đạt mức tốt thì sẽ được vào thiên đàng, và ai không đạt được mức tốt thì phải xuống hỏa ngục. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem một buổi cân đo trọn lành ngay tại đây. Khi tiếng tinh tinh nổi lên có nghĩa là bạn đã đủ tốt, còn tiếng rè rè nổi lên có nghĩa là bạn chưa đủ tốt. Xin mời bắt đầu. Xin chào cô. Xin chào. Tôi có thể xem hồ sơ của cô được không? Tôi biết rằng tôi có rất là nhiều tội lỗi, mà tôi đã cố gắng để bù đắp lại những tội lỗi đấy. Ví dụ có một lần tôi đã lấy cắp của mẹ tôi 2 triệu, nhưng sau đấy tôi thấy hối hận quá nên đã mua cho mẹ một lọ kem dưỡng da. Tôi nghĩ rằng những việc tốt mà tôi đã làm sẽ giúp cân bằng những tội lỗi mà tôi đã gây ra, có đúng không? Được rồi, chúng ta cùng xem nhé. Nào, mời bạn bước lên cân. Tôi nghĩ thế là mời người tiếp theo. Xin chào anh. Chào cô. Xin mời anh đưa hồ sơ của anh cho tôi xem. Tất nhiên rồi. Tôi là người cống hiến cho xã hội nhá. Là người đã xây những trại trẻ mồ côi, giúp đỡ những trẻ em nghèo đi học, làm rất là nhiều việc tốt. Xong rồi còn đi sang tận bên châu Phi để xem cho những người, giúp đỡ những người HIV/AIDS nữa. Khá ấn tượng đấy. Mà hàng tuần tôi còn đi hiến máu nhân đạo nhá. Đương nhiên là làm việc tốt rồi. Thế à? Thế thì xin mời anh bước lên cân. Thế thật bất công, tại sao thế? Tôi làm nhiều việc tốt lắm mà. Xin mời anh đi lối này. Mời người tiếp theo. Xin chào cô. Xin chào, đây là lý lịch hồ sơ của tôi. Ok. Tôi sinh ra một trong gia đình tin Chúa, đi thờ phượng Chúa và hát tôn vinh Chúa đều đặn. Thì cô có tin có Chúa thật không? Tôi bắt tên từ còn bé xíu. Cô có thấy sự bình an không? Tôi cũng không chắc chắn, trong lòng tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Được rồi, chúng ta cùng xem nhé. Nào, mời cô. Sao vậy? Tôi bỏ tiền ra mua trộn lỗi của tôi được không? Đổi lỗi với bản thân là Chúa. Cô thật có tin Chúa không? Xin mời người tiếp theo. Xin chào bạn. Bạn có muốn nói gì không? Tớ đạo à? Đạo tớ cũng chẳng biết là như thế nào. Cúng viếng chùa chiền thì tớ đi cũng nhiều, nhà thờ thì tớ cũng đã đến. Nói chung là ngày xưa ông bà mình có câu ấy, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tôi cứ ở đâu mà thờ thiêng thì tôi đến thôi. Nói chung là chỗ nào tôi cũng đi cả. Chắc là cô biết đến một Chúa Giê-xu đúng không? Em bảo gì? Chắc là cô biết đến một Chúa Giê-xu đúng không? Cũng biết sơ sơ. Thế cô có nghĩ ngày hôm nay mình có được lên thiên đàng không? Chắc là tôi cũng làm việc lành rồi, chắc là cũng được lên mà. Nào, chúng ta cùng xem nhá. Nào, mời cô bước lên cân. Mời người tiếp theo. Chào anh. Đưa hồ sơ của anh cho tôi xem. Sao anh lại im lặng? Anh không có gì để nói à? Hồ sơ của anh khá dày, dường như anh quá bận rộn để phạm tội đấy. Có Chúa Giê-xu ngài ở đây à? Hóa ra chàng trai trẻ này con của Đức Chúa Trời à? Xin mời bước lên cân. Không phải anh, là mời Chúa Giê-xu. Đó gọi là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho loài người.
vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà nhận được sự sống đời đời. Ngài đã từng đến thế gian tìm và cứu con người. Ngài đã từng gọi các bạn nhưng các bạn không đáp ứng lời gọi của Ngài. Và khi đến đây, các bạn sẽ phải nhận lại những hậu quả mà mình đã làm. Chỉ khi các bạn còn sống ở trên đất thì các bạn mới có cơ hội và sự lựa chọn có trao cuộc sống của mình cho Chúa Giê-xu hay không. Hallelujah. Một lần nữa hãy vỗ tay cảm ơn Ngài. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thực sự Chúa Giê-xu đã chuộc tội thay cho mỗi chúng ta. Amen. Có một câu chuyện kể lại ở trong một cái chợ bán nô lệ nọ, người da đen. Và trong khi đưa một người thanh niên rất là to khỏe, da đen đứng, người ta tới xem cơ bắp, kiểm tra răng và bắt đầu đấu giá. Và cái người thanh niên da đen nó đứng phía trên nhìn thấy ở trong cái đám đấu giá đó khuôn mặt toàn những kẻ ác và địa chủ hà bá. Bỗng nhiên ông thấy xuất hiện có một người trông mặt quen quen mà anh ta đã từng đến hội thánh đó. Ông đó là mục sư của hội thánh, đang đứng ở phía dưới cung giơ tay lên như vậy để đấu giá, cung giơ như vậy để đấu giá. Trong lòng của người thanh niên này nói rằng đúng là thằng đồ đạo đức giả, giảng ở trong hội thánh chỉ nói về ân điển, nói về tình yêu mà đứng đây cũng mua nô lệ. Anh ta cảm thấy lộn tiết vì cái lão mục sư giả kia. Và cuối cùng chính lão ta đưa ra một cái giá cao nhất và mua đứt anh chàng này. Sau khi người ta bán xong, người đàn ông da trắng đó, mục sư đó đi ra ngoài cổng chợ, người thanh niên da đen đi sau lưng và ra bên ngoài định xỉ vả ông này cho nó đã. Thì khi ra khỏi chợ rồi là lúc mà người chủ này hoàn toàn được quyền sở hữu người nô lệ, thì người mục sư da trắng đó quay trở lại với con mắt ân cần của người cha già, nói: cậu được tự do. Người thanh niên da đen này nó bảo: tại sao ông mua tôi mà, tôi là nô lệ của ông mà. Người mục sư đã nói rằng đúng, tôi đã trả giá rất đắt cho anh để mua cái nô lệ của anh, bây giờ anh hoàn toàn được tự do, hãy đứng dậy đi làm cái gì mà anh muốn, hãy đi đi. Và trong khi anh thanh niên da đen đó đang hoảng, đang đặt câu hỏi vì sao, thì người đàn ông da trắng đó quay lưng lại bỏ đi, không một lời nói thêm nữa. Người da đen này đứng một chỗ như suy nghĩ, nói: đây là cơ hội cho tôi. Anh ta đuổi theo rằng lấy áo của người mục sư đó, nói rằng: cha ơi cha, hãy cho con đi theo cha. Bảo: tại sao anh được tự do mà không còn sự quyết tâm hay là tình nguyện làm nô lệ cho cha cả đời? Bạn ơi, đó chính là câu chuyện Chúa Giê-xu làm với tôi và bạn. Ngài chuộc tôi và bạn để cho được tự do. Nhưng khi chúng ta nhận được sự tự do đó, chúng ta thấy được rằng còn ai tốt hơn, có ai tuyệt vời hơn là chính mình Chúa Giê-xu. Amen. Đó là chính là cái điều mà tại sao 20 năm trong chức vụ của tôi ngày hôm nay có mặt tại đây, đúng vào giờ này, đúng vào ngày này, 23 tháng 3 năm 1994, Giáo hội Ngũ Tuần tại Ukraine đã cầu nguyện sức dầu cho một thanh niên 23 tuổi rưỡi Trần Mạnh Hùng làm công việc của một mục sư hội thánh. Không phải họ kêu gọi tôi, họ chỉ là người ấn chứng cho điều mà Chúa đã kêu gọi tôi. 20 năm tròn. Năm nay tôi Hallelujah. Tôi năm nay 44 tuổi. Tin Chúa được 22 năm. Và 20 năm làm mục sư hội thánh. Đi từ chỗ này sang chỗ khác. Và bài giảng ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị một đề tài. Người nào cũng đã gặp, có ai đó tại đây đã gặp và có ai đó sẽ gặp trong tương lai. Cái tên rất là quen thuộc mà bạn đã từng nói ra miệng bạn nhiều lần. Đề tài của nó có tên khủng hoảng. Ai đã từng một lần trong đời khủng hoảng, giơ tay tôi xem nào. Như vậy chúng ta cùng nhau nghe bài giảng ngày hôm nay để nhận biết được chúng ta cần xử lý, chuẩn bị khủng hoảng và thắng nó ra làm sao. Tác dụng của khủng hoảng.
Năm 1930, vào thập kỷ 30 của thế kỷ trước, khi nước Mỹ rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, thì dường như Âu Châu không bị liên quan mấy, nó chỉ ảnh hưởng ở vùng Bắc Mỹ. Đó là khoảng 100 năm về trước. Nhưng ngày hôm nay, một nước nào khủng hoảng, nó sẽ lôi cả một hệ thống đi theo. Bởi vì chúng ta có mối quan hệ hiện tại không còn giống như 100 năm về trước nữa. 100 năm về trước, nước nào biết nước đó, người nào biết người đó. Còn bây giờ, xã hội không còn là chỉ giới hạn trong phạm vi của một cá nhân, mà nó đa cực. Nó là một xã hội đa cực, có mối liên hệ, tương tác lẫn nhau. Bạn đã được nghe câu chuyện khủng hoảng chính trị tại Ukraine rồi đúng không? Làm cả Âu Châu bị khủng hoảng theo. Sắp tới có thể giá điện, giá nước, giá gas của bạn ở trong nhà sẽ tăng dần lên. Không phải 700 nữa, tiền nhà mà có thể 750 đến 800. Bạn đừng có ngạc nhiên. Vì sao? Khủng hoảng tại Ukraine đã kéo theo sự khủng hoảng về túi tiền của bạn. Câu chuyện của chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích hơn một chục ngày qua đã cho bạn thấy rằng sự khủng hoảng của một hãng hàng không lôi kéo 28 nước tham dự vào cuộc tìm kiếm đó đến ngày hôm nay vẫn chưa ra một sự bí ẩn trong mất tích của chiếc máy bay cùng với 239 người hành khách trên đó. Mọi người có thêm xem thời sự không? Hay là nói rằng lại có chuyện như vậy xảy ra hay sao? Bạn ơi, chợ Đồng Xuân quan trọng, nhưng bạn không tách khỏi cuộc sống hiện tại bây giờ. Hãy xem thời sự. Con cái Chúa không phải không biết gì. Amen. Con cái Chúa không phải như người rừng 41 năm trong rừng mà vẫn nghĩ rằng chiến tranh giữa Bắc và Nam Việt vẫn chưa xong. Bạn hãy tỉnh táo lại. Bạn vừa nghe câu chuyện xảy ra tại Việt Nam chưa? Mà tốn biết bao nhiêu giấy mực, một diễn viên huyền thoại ván bài lật ngửa. Và ngày hôm nay cuộc đời của ông đã lật ngửa thật. Từ một người như vậy, một bản thân tôi và nhiều người, tôi nhớ lại ở hàng xóm nhà tôi có một cô xem bộ phim Ván Bài Lật Ngửa, ước ao một nhân tình giống như Nguyễn Thành Luân, bắt chồng phải để bộ ria mép cho nó giống Nguyễn Thành Luân. Và dường như người ta thần tượng hóa con người đó, cho tới ngày hôm nay đã trở thành một kẻ ăn mày. Tôi không xét đoán con người đó, nhưng bạn ơi, sự khủng hoảng diễn ra ở trong đời một con người, trong một nhóm người, trong một quốc gia, nó sẽ cho ai xung quanh nhìn thấy người đó là ai. Khủng hoảng. Hãy nhắc lại cùng tôi từ khủng hoảng. Hallelujah. Khủng hoảng. Khủng hoảng trong từ điển từ ngữ Việt Nam dịch, khủng có nghĩa là sợ. Tiếng Hán hoảng có nghĩa là sự gấp gáp, sợ sệt. Khủng hoảng có nghĩa là tình trạng rối loạn, không kiểm soát được trong sự sợ hãi và không tự dừng lại được hay là không tự xử lý được. Cái đó gọi là khủng hoảng. Và từ khủng hoảng này ở trong Chúa không có. Trong Kinh Thánh không có từ khủng hoảng. Trong Kinh Thánh không có từ khủng hoảng. Hỡi con cái Đức Chúa Trời, trong đó có tôi và bạn. Khi bạn ở trong Chúa, dường như từ khủng hoảng bị xóa khỏi từ điển. Trong cuộc sống có ai đó bị chồng ly dị, vợ ly dị hoặc phản bội? Khủng hoảng có thể về kinh tế, nợ nần, mất việc. Khủng hoảng có thể ai đó người thân qua đời. Nhiều thứ mà chúng ta gọi là khủng hoảng. Nhưng bạn ơi, hãy cùng nhau định nghĩa lại và cùng nhau nhận biết nó và đối phó. Hay là nghe nói này, khi Holyfield đối diện với đấu sĩ quyền anh huyền thoại Michael Tyson, người ta đều sợ con người này, nhưng riêng chàng thanh niên này đã tin Chúa, sinh hoạt trong hội thánh ngũ tuần. Ông ta bước lên võ đài, Michael Tyson trợn mắt dọa. Holyfield mỉm cười nhìn, bởi vì ông ta đã chuẩn bị sẵn cách đối diện với khủng hoảng. Những cú knock out hay là tung những cú đấm, hai cú đấm trượt của Michael Tyson đã hết lực. Đây gọi là võ sĩ ba búa. Ông ta mà búa đến búa thứ ba mà đối thủ không gục thì bắt đầu hắn gục.
Bạn ơi đừng sợ khủng hoảng. Amen. Và cuối cùng, đấu pháp của Michael Tyson là phải dùng tay răng cắn đứt tai người đối phương của mình để rửa nhục. Bạn ơi, nếu bạn và tôi ở trong Chúa, bạn và tôi biết Chúa không phải chỉ nghe về Ngài, mà sự thật biết Ngài và có mối quan hệ với Ngài, thì Đức Chúa Trời không có khủng hoảng. Hallelujah. Tùy thuộc vào bạn nhìn nó như thế nào. Một sự việc xảy ra, bạn có thể nhìn thấy nó khủng hoảng. Nhưng một sự việc xảy ra, bạn có thể nhìn thấy nó là một cơ hội. Lắng nghe tôi nói này. Một sự việc xảy ra, bạn có thể nhìn thấy nó là khủng hoảng, nhưng bạn có thể thấy nó là một cơ hội. Ai đã từng một lần ăn mì ăn liền hay là gọi là mì tôm, giơ tay tôi xem nào. Bố đẻ ra nó được sinh ra trong thời kỳ khủng hoảng trầm trọng, sau khi hai quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima và Nagasaki, nước Nhật Bản hoàn toàn kiệt quệ về thần tượng thờ Nhật Hoàng, nông nghiệp không phát triển, đổ hết tiền và sức mạnh vào công nghiệp chiến tranh, không có lúa để mà ăn, phương Tây phải viện trợ bột mì, họ ăn bánh mì mỗi một buổi sáng, người châu Á ăn bánh mì mỗi một buổi sáng như bò nhai rơm nhân tạo vậy. Kinh hoàng. Và cuối cùng, một người đàn ông Nhật Bản, ông ta hiểu được rằng người Nhật Bản thích ăn cái gì có nước. Từ bột mì, bánh mì đó, ông ta biến thành mì sợi. Và bắt đầu từ đó, mì tôm đã được phát minh ra. Ai đó gọi là khủng hoảng, nhưng cha đẻ của mì tôm thì đó là cơ hội. Amen. Amen anh chị em. Ai đã từng xem người mà vua hài kịch Charles Chaplin, ông ta đã đóng một bộ phim nói về chuyên môn hóa dây chuyền sản xuất để phê phán công nghiệp. Ông ta vào làm một cái dây chuyền sản xuất, gõ thôi, gõ. Khi mà đinh nhưng ngang qua, gõ đinh nhưng ngang qua dây chuyền, ai đã làm vua thì biết, có một người luôn tóc, một người luôn xếp, một người luôn tóc, một người luôn xếp, một người luôn nướng, một người luôn chặt thịt, đó là dây chuyền sản xuất. Và cái cục sắc lơ sau một thời gian làm việc đi ra đường phố, bị quen rồi. Thời kỳ công nghiệp đó, sự thật con người không còn thời gian để mà ăn nữa, người ta gọi là khủng hoảng. Nhưng đã có một con người, ông ta đã tận dụng cơ hội khủng hoảng đó để ngày hôm nay con của bạn và con tôi rất thích hiệu của ông ta. Cái đó có chữ M, không phải màu đỏ nha. M vàng, nó gọi là McDonald's. Bánh Big Mac ăn nhanh được sinh ra từ khủng hoảng. Tôi đang muốn cho anh chị em thay đổi cách nhìn, đừng có than vãn nữa. Ôi đời tôi rồi, ôi tôi khổ quá, ôi trời ơi, ôi làng nước ơi, tôi muốn trở thành người lương thiện. Bạn ơi, chấm dứt chí phèo đi, đừng có rạch má nữa, đừng có ăn vả nữa. Amen. Amen. Dạ. Diễn viên huyền thoại đó có thể biến khủng hoảng thành cơ hội, tùy vào cách nhìn của tôi và bạn. 20 năm trong chức vụ, tôi hiểu được nó không phải đơn giản. Cuộc sống này dường như nó không dễ như chúng ta tưởng đâu. Người ta nói cuộc sống giống như cái kìm, bạn và tôi giống như quả cam nằm ở giữa hai gọng kìm. Chúa là đấng bóp hai tay kìm, bóp nhẹ dần, mạnh dần, mạnh dần, mạnh dần, và nghe này, bẹp! Cái gì ở bên trong bạn sẽ tỏi ra là chanh hay là cam, lúc đó mới biết. Còn không thì chanh vẫn cứ khoe là cam. Quay sang người lân cận nói rằng cảm ơn gọng kìm. Hãy cùng tôi giờ Kinh Thánh Roma đoạn 8. Bạn khi đối diện với khủng hoảng, bạn sẽ là người tạo ra lịch sử khi thắng được nó. Bạn sẽ bị nó hủy diệt khi thua nó. Bạn ơi, nếu không có 24 năm mà vô sinh
thì làm sao chúng ta có cha đẻ thuộc linh là Abraham? Nếu không có sự phản bội của anh em mình thì làm sao có thủ tướng Ai Cập Joseph? Nếu không có chuồng cọp mà Daniel bị vứt vào chuồng hổ đói đó thì làm sao có thủ tướng Daniel? Nếu không có lò lửa hực, làm sao chúng ta có câu chuyện của ba người Hebrew bị quăng vào lò lửa? Bạn ơi, dường như khủng hoảng được tạo ra để mà cho tôi và bạn, lịch sử của tôi và bạn, nó sẽ được xuất hiện lại qua những khủng hoảng đó. Nếu không có thập tự vào Gogotha, làm sao chúng ta có vua chuyên môn vua, chúa chuyên môn chúa, đúng không ông Vượng? Hallelujah. Hãy quay sang người lân cận nói rằng: cảm ơn Chúa vì khủng hoảng. Hallelujah. Xin lỗi, hình như câu này tìm nhầm. Sách Roma đoạn 8 câu 31. Và hay là tôi bị nhầm? Ai nhầm? Tôi nhầm. Và mọi sự hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Xin lỗi, còn câu 28. Hãy quay sang lại cận nói rằng: nhưng mà Chúa không bao giờ nhầm đâu. Dạ, con người thì có thể nhầm, nhưng mà Chúa không bao giờ nhầm. Amen. Con người có thể quên, nhưng mà Chúa không bao giờ quên. Bốn bộ quần áo họ có thể quên, nhưng mà Chúa không bao giờ quên. Amen. Amen. Hallelujah. Tôi có thể quên ngày sinh nhật của tôi và vợ tôi, nhưng mà Chúa không bao giờ quên cái ngày sinh ra. Có ai đó là vợ chồng bất hợp pháp, nhưng không có một đứa con nào sinh ra mà bất hợp pháp hết. Đứa nào sinh ra cũng có bố nó, đứa nào sinh ra cũng có mẹ nó. Amen. Amen. Lời Chúa nói: và mọi sự, và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Bạn ơi, có một ai đó ném phân vào mặt bạn, khủng hoảng. Nhưng bạn ơi, Chúa có thể biến ném phân đó tốt cho cái vườn cải của bạn năm tới. Amen. Amen. Trạng Quỳnh bị vua bắt lính của hắn đến để làm bãi ở trước nhà. Trạng Quỳnh gắp cái cục đó trong một cây cải. 4 tháng sau mời vua tới nhà ăn để cho vua đói meo. Vua húp cái bát canh cải có gừng ngon, có bảo: thế này là cái gì mà ngon thế mày? Trạng Quỳnh nói: thưa vua, cái mà quân lính vua nó ra đấy. Bạn ơi, khi vợ chồng tôi nhận được 2 lá thư nặc danh chửi bới tung tóe, tôi lại được gán thêm một biệt hiệu nữa tại Berlin: thằng đầu trọc. Cả 2 vợ chồng tôi đọc lá thư đó thấy amen. Họ chửi mình: sắp tới cải nhà mình sẽ mọc tốt. Amen. Amen anh chị em. Hallelujah. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Amen. Hallelujah. Và ngay cả bạn là kẻ lạ mà dùng chiến thuật quen hay vào phá mạng của tôi, sớm muộn gì bạn sẽ gặp lại tôi. Không có ai oán hận bạn hết. Nhớ một điều: Đức Chúa Trời cho phép điều đó xảy ra để bạn và tôi gặp nhau đó. Amen. Hallelujah. Yeah. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Chúa luôn khiến mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Tôi nhớ lại cái ngày trước khi gặp vợ tôi, tôi cầu xin Chúa cho một người vợ, một người sinh viên trường luật, kém Thủy Tiên 3 tuổi, sinh năm 78, người Ukraine, yêu tôi say đắm. Tất nhiên cô có thiếu một vài điểm trong 10 điểm tôi cầu nguyện cho người vợ, nhưng mà thôi, được bất tòng tâm. Cưới rồi sau đó Chúa sẽ lo sau những điều còn thiếu sót. Tôi cầu nguyện: Chúa ơi, hãy cho chúng con trở thành vợ chồng. Bạn ơi, hãy lắng nghe tôi nói này, đừng vội vàng. Tôi đã cầu nguyện như vậy và Chúa đã phá, Ngài không cho phép xảy ra. Tôi rất là buồn, nhưng cảm tạ Chúa. Nếu Ngài mà nhận lời cầu nguyện của tôi lúc bấy giờ thì xong rồi đời tôi đi. Amen. Vì cô nói rằng: em không thể bỏ được hội thánh
Ukraine của em. Em không thể sống thiếu bông tuyết rơi được. Như vậy, sự kêu gọi của tôi cho người châu Á vĩnh viễn xin chào. Nhưng mà Chúa đã không nhận lời cầu nguyện của tôi, vì mọi sự hiệp lại có ích cho tôi sau này. Amen. Lúc bây giờ khoảng 1.5 tháng, tôi trong tình trạng khủng hoảng. Nhưng sau này tôi biết rằng hay quá. Amen anh chị em. Cho nên nếu như bạn bây giờ đang ở trong tình trạng khủng hoảng thì hãy vui mừng, đừng buồn, miễn là bạn yêu mến Chúa nhiều hơn. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Sau khi chúng tôi chia tay nhau nửa năm sau, nàng tiên của tôi tên là Tiên xuất hiện. Tôi nhớ cái ngày đó khi sang bên Đức này giảng trong kỳ trại hè năm 1999, ấy thế mà đã 15 năm rồi. Tôi đến muộn một ngày, người ta chở tôi từ Frankfurt trở về. Mục sư Lê Văn Dinh lên chúc mừng. Ô, mục sư ông đã sang đường đến với chúng ta, hãy vỗ tay chúc mừng mục sư, mời mục sư đứng dậy. Tôi đứng dậy, hồi đó thân hình tôi tòi tọp lắm. Có một số người nói mục sư lấy vợ xong càng ngày càng trẻ ra, hoàn toàn chính xác. Tôi đứng dậy chào lại mọi người. Có một nàng ngồi quay lưng lại với tôi, tóc của nàng lúc đó vã ra sau lưng xoăn xoăn giống như kiểu hoang dã lắm. Cái vẻ đẹp của người Trung Mỹ Latin vậy, da ngăm ngăm đen, mà nước da đó là xịn của thời điểm này. Nàng quay ra nở nụ cười thật là mê ly. Sau này tôi mới hiểu ra được điều, cái khủng hoảng trước đó nửa năm lại là phước của tôi sau này. Và chúng ta biết rằng, không phải nghĩ nha, bạn cần phải nhận biết điều này. Nếu như bạn cầu nguyện mà vợ bạn chưa đoàn tụ được, hãy nhớ Chúa sẽ khiến sau này điều khủng hoảng đối với bạn có lợi cho nhiều kẻ đang há miệng khóc. Ê, Chúa ơi, vợ con tại sao chưa sang? Mọi người hiểu không ạ? Thất bại của bạn sẽ mang lợi cho người khác. Sự va chạm trong làm ăn của bạn sẽ là kinh nghiệm cho vô số những kẻ khác sau này. Hãy tiếp nhận nó trong niềm vui. Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Hãy nói với người lân cận rằng chúng ta cần phải yêu mến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là tác giả hay là Chúa cho phép những khủng hoảng đó xảy ra? Tôi đã nói rồi, bạn thì gọi nó là khủng hoảng, nhưng mà Chúa lại gọi nó là cơ hội. Bạn gọi là khủng hoảng, còn Chúa của tôi và bạn gọi nó là cơ hội. Bởi vậy cho nên Ngài muốn cho tôi và bạn càng ngày càng tốt hơn. Cái nhẫn mà tôi đang đeo trong tay đã hơn 14 năm. Xin lỗi, 14 năm, sắp tới 14 năm. Trước đây nó nằm trong một đống chất rỉ cặn mã của quặng vàng khai thác từ dưới lòng đất lên. Người ta đưa nó vào trong axit, đưa vào lò để lung nó lên. Đối với vàng này, nó là khủng hoảng. Nhưng ích lợi của nó sau này rất là tuyệt vời. Nó trở nên vàng ròng. Bạn và tôi, Chúa đang tôi luyện trở nên vàng ròng. Trong Chúa không có khủng hoảng, trong Chúa nó là cơ hội. Trong Chúa không có khủng hoảng, trong Chúa là cơ hội. Anh chị em con cái Đức Chúa Trời, hãy nhìn tất cả mọi sự xảy ra với tôi và bạn, nó là cơ hội cho bạn và cho tôi. Amen. Amen. Hallelujah. Có ba điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em tại đây có liên quan tới khủng hoảng. Thứ nhất, thực ra tôi không muốn sử dụng từ khủng hoảng, nhưng bởi vì con người chúng ta sử dụng quá nhiều, cho nên tôi phải tạm dùng nó. Tôi thích từ cơ hội nhiều hơn là khủng hoảng. Nhưng mà giảng để cho nhiều người cũng được nghe nữa, cho nên chúng ta dùng từ khủng hoảng. Thứ nhất, khủng hoảng luôn luôn có tính tạm thời. Hai, khủng hoảng là cơ hội đang ngủ. Ba, khủng hoảng đang luyện lọc tôi và bạn. Thứ nhất, khủng hoảng là tạm thời. Cô-rinh-tô 2 đoạn 4 câu 18. Chúng ta cùng nhau nhìn vào câu Kinh Thánh. Lời Chúa quan trọng hơn mọi sự. Có một người nói, viết một câu hỏi: thưa mục sư, làm sao phân biệt được tin lành giả, tin lành thật?
Tôi nói rằng ở bên Mỹ người ta dạy phân biệt đô la giả bằng cách dạy đô la thật. Đô la thật chỉ có một loại, còn giả hàng vạn loại, học đến bao giờ mới hết. Kinh Thánh chỉ có một. Khi biết rõ ràng Kinh Thánh thì không có cái điều gì giống, không giống với Kinh Thánh, nó là thật hết á. Mọi người hiểu không? Hay học Kinh Thánh, lời Chúa nói rằng bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. Amen. Những điều đang xảy ra với bạn, nó chắc chắn sẽ phải qua đi. Bạn nói rằng mục sư ơi khổ lắm rồi. Bạn ơi, sớm muộn gì nó sẽ qua đi. Bạn ơi, bạn nói rằng ôi mục sư ơi mùa gặt rồi. Bạn ơi, mùa gặt sẽ qua. Bất cứ ở dưới trời này, Chúa đã lập một cái luật rồi, gieo và gặt. Ban ngày, ban đêm. Những sự bạn nhìn thấy bây giờ, nó chỉ là tạm thời thôi. Amen. Amen. Thường khi chúng ta rơi trong hoàn cảnh khủng hoảng, chúng ta nghĩ rằng nó kéo dài lắm, nó lâu lắm. Sao mà vợ tôi mãi mà không thay đổi, chồng tôi mãi không thay đổi, cảm thấy cô đơn triền miên. Nhưng bạn ơi, nó sẽ qua nhanh lắm. Ai đã từng một lần lên bàn đẻ, giơ tay tôi xem nào. Tôi hỏi lại, ai đã một lần lên bàn đẻ, giơ tay tôi xem nào. Tại sao toàn nữ à, không có nam? Có duy nhất mình tôi đã lên bàn đẻ rồi cùng với vợ. Là có nhiều người chồng cũng đã từng dặn với vợ, người đàn bà trong thời gian nằm trên bàn đẻ, thời gian tưởng như dài cả thế kỷ, ở đấy kinh hoàng, chỉ ước ao làm sao cho nhanh nhanh. Con ơi con, mày phát ra cho mẹ đi. Nhưng hãy lắng nghe này, chưa đầy 5 giây sau khi nó ra đời, quên hoàn toàn. Sự đau đớn vừa rồi, không phải tôi nói đâu, lời Kinh Thánh nói như vậy đó. Người đàn bà khi sinh nở đau đớn, nhưng khi đứa con ra đời rồi, vui mừng mà quên hết mọi sự đã xảy ra. Bởi vậy cho nên cái đau bây giờ, nó chỉ là tạm thời, nhưng niềm vui trọn vẹn thời gian tới. Bởi trưng đừng chăm sự thấy được. Bởi trưng đừng chăm sự thấy được. Vì sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự không thấy được mới là đời đời không cùng vậy. Amen. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bởi vậy cho nên, nếu biết được điều này, thì tôi và bạn phải chuẩn bị tinh thần trước khi khủng hoảng xuất hiện. Và trong khi khủng hoảng xuất hiện, bạn phải đối xử với nó như thế nào. Tôi và tôi sống bên Nga, 7 năm tại Nga. Không ai trong đó có cả tôi nữa hiểu được cái giá vợ tôi đã phải trả. Chúng tôi cưới nhau năm 2000. Sau khi cưới nhau rồi, tôi đưa vợ tôi sang bên Nga ở 7 năm, sống tại nơi đó. Bao nhiêu sự khó khăn xảy ra. Mỗi một lần khó khăn xảy ra như vậy, vợ tôi nói, anh ơi, cách giải quyết thế nào anh? Tôi nói rằng, anh cũng không biết nữa. Mà thì bây giờ tiếp tục ra làm sao? Tôi nói vợ tôi, nào nắm tay nhau, chúng ta ngước mắt lên cao đi và nói rằng, Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Chắc chắn nó sẽ qua. Còn qua thế nào đó là việc của Ngài. Còn việc của chúng con chỉ biết cảm tạ Chúa thôi. Bởi vì chúng con biết rằng Chúa kêu gọi vợ chồng chúng con sang đây không phải để chết. Mọi sự hiệp lại có ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Khi vợ tôi bị người ta kiểm tra lại, khi mà đẻ thằng Danny, bên trong còn dính một cái cục thịt bên trong, hay là cái nhau, sau một vài ngày về nhà nó bị thối, nó bị nhiễm trùng, bị sưng, đưa vào bệnh viện Âu Châu tại Nga để cấp cứu. Ông nói với tôi rằng, ông bác sĩ người Pháp nói rằng, tôi nói với anh, 40 phút nữa phải đưa lên bàn mổ, ngay lập tức bây giờ chúng tôi sẽ tiêm thuốc mê luôn, gây mê luôn để cấp cứu ngay. Tôi hỏi anh, có tiền không? Vụ mổ này mất 3.500 đô la, có tiền không? Tôi nói rằng, có, nhưng mà sự thật là không có. Tôi bảo, hãy mổ! Và chạy đi ra gọi điện thoại cho một cậu bạn, em ơi hãy tìm ngay cho mục sư ít tiền để mục sư vay mang gấp vào để cho chị Tiên cấp cứu. Sau khi gọi điện thoại xong rồi, tôi vào nói với vợ. Vợ tôi nói, anh ơi sao tiền nhiều thế anh, vì cô cũng biết tiếng Nga mà, sao mà tiền nhiều thế anh? Bảo em ơi bây giờ còn tiền nhiều gì nữa, mạng sống của em quan trọng, anh không thể sống thiếu em được, nhưng mà tiền ở đâu ra?
Tôi bảo em cứ yên tâm nằm đi. Tôi bước vào khi người ta đã rạch cái những cái dây mà khâu chỗ đẻ ra đấy, cái mùi thối trong cái phòng 12 mét vuông đó họ đưa vào cái phòng tạm, nó thối cả cái phòng như vậy. Vợ tôi biết mà, anh ơi thối nhỉ anh. Tôi bảo em ơi bây giờ còn thối cái gì nữa, mạng sống của em. Sau khi tiêm thuốc mê xong, người ta đưa vợ tôi đi. Tôi đi ra ngoài, tôi còn không biết là tuyết lúc đó rơi hay không nữa. Sau đó tôi bị ốm vì bị cảm lạnh. Tôi đứng ngoài khóc, nước mắt lã chã ngước mắt lên và nói rằng: Chúa ơi, vợ chồng con đâu có sai ý muốn của Ngài đâu, chúng con sang đây vì ý muốn của Ngài, mà tại sao vợ con lại như vậy? Chúa nói với tôi một câu nói, và tôi muốn nói với bạn nữa: kết quả đã được gieo, sớm muộn gì sẽ quay trở lại. Chúa nói rằng máu của các thánh đồ đã đổ, đó là hạt giống cho ngày mùa trong tương lai. Amen, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Là sau đó có những con người họ dâng hiến từ Âu Châu này để mà hoàn trả nợ. Và tôi sau khoảng 1.5 tháng sau nhận một khoản tiền. Mọi người biết bao nhiêu tiền không? 4.000. Tôi thấy nhưng mà cảm ơn Chúa cho mình thêm 500 để bồi dưỡng. Chưa được 2 tuần sau, tôi đang ở trong hội thánh hướng dẫn ngày thứ 5, vợ tôi gọi điện thoại: Anh ơi khẩn trương về, em bị ngất rồi. Chúng tôi phóng xe về nhà, vợ tôi xỉu, cô bị ngộ độc thức ăn. Một người tín đồ trông con của tôi đưa vợ tôi vào bệnh viện. Người ta tưởng là cô bị dịch cúm gà, định giam cô ở phòng riêng. Tôi nói rằng không được, đây là vợ của tôi không muốn vào bệnh viện Nga. Tôi đi vào bệnh viện Âu Châu. Họ bảo không được, tôi không cho phép cô đi. Bạn biết nếu mà đưa vợ tôi đi là đi xa lắm rồi đấy. Tôi bảo tôi không cho phép. Họ bảo chú thôi không, chịu trách nhiệm cho chuyện này, phải đưa cô đi giam cách ly. Tôi bấm điện thoại. Họ bảo anh gọi điện đi đâu đấy. Tôi bảo tôi gọi điện cho người cấp to của tôi. Anh là ai? Tôi bảo đại sứ. Ồ thế anh là đại sứ à? Thế anh đưa vợ anh đi đâu? Vào bệnh viện Âu Châu. Anh có xuất ở đó à? Dạ. Ok, thôi anh viết cho tôi cái chữ ký vào đây là đã tự quyết định đưa vợ đi bệnh viện khác để chúng tôi không chịu trách nhiệm. Và tôi đi vào bệnh viện Âu Châu, họ tiếp nước cho. Họ đâu có nghĩ là bệnh cúm gà đâu. Chỉ có mấy người mà thiếu hiểu biết mới thấy cái gì cũng là sụt xịt là thấy Việt Nam châu Á là cúm gà. Vào đó đến 3 giờ sáng, tiếp nước xong trở về, thanh toán tiền $500. Vợ tôi bảo, ôi vừa tròn cái gì mình vừa nhận à? Bảo dạ em ạ, vừa tròn. Ôi anh ơi chưa kịp bồi dưỡng. Không sao. Hãy vô tay cảm tạ Ngài. Bạn nói bây giờ đấy nghe kể lại thấy vui lắm, nhưng lúc đó là khủng hoảng đó anh chị em. Không cười nổi đâu. Bạn nói rằng ô như vậy thế có lợi gì ngày hôm nay? Lợi đấy, lợi các bạn đang ngồi tại đây này. Lợi đầy cho đấy khi bạn cười đấy. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ Đức Chúa Trời. Bởi vậy cho nên hãy lắng nghe tôi nói, khi bạn thất bại ở trong đó có thành công của bạn. Ít ra là bạn thông cảm những kẻ chịu khổ và thất bại sau này. Ít ra bạn hiểu được những kẻ đang nản lòng sau này trong chức vụ, động viên họ chứ không xét đoán. Amen. Hallelujah. Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, vì sự thấy được chỉ là tạm thời. Nan đề mà vợ tôi gặp nó chỉ là tạm thời thôi. Người ta nói có một người có tấm lòng rất là mềm mại, dường như con người này có thể khóc được với bất cứ một nan đề nào, biết lắng nghe trọn vẹn và chăm chú, không phải chỉ nghe giả hình từ bên ngoài. Người ta hỏi: thưa mục sư, cái điều gì khiến cho trái tim của mục sư co bóp với sự đau đớn của tôi như vậy? Ông ấy nói rằng bởi vì trái tim của tôi bị Chúa bóp mỗi một ngày. Nếu ai chơi bột nặn thì biết đó, càng bóp nhiều bột nặn nó càng mềm. Mọi người hiểu không? Hãy để cho Chúa nhào nặn bạn mỗi một ngày qua sự thất bại, để bạn biết đồng cảm với những con người khác. Hãy ra khỏi thất bại đó, để không những bạn đồng cảm mà còn giúp người ở trong hoàn cảnh đó thắng được. Amen. Hãy nói khủng hoảng chỉ là tạm thời. Điều thứ hai, khủng hoảng là cơ hội đang ngủ. Khủng hoảng là cơ hội đang ngủ. Xin Chúa cho những con người ngồi tại đây ai đó có những phát minh khác, có những cách làm ăn khác,
khi hoàn cảnh bán hàng mãi không chạy. Lazarus chết 4 ngày nằm trong mộ. Người ta đến nói rằng: Giê-xu ơi, Lazarus chết rồi. Nếu ngài có ở đây thì anh con không chết. Con người gọi khủng hoảng. Mary, Ma-thê và những người trong làng đó gọi là khủng hoảng. Lazarus đã chết rồi. Nhưng hãy lắng nghe Chúa của tôi nói, nó không chết đâu. Người ta gọi Lazarus là khủng hoảng chết rồi. Còn Chúa của tôi thì nói rằng không, nó là cơ hội đang nằm ngủ. Lazarus không chết đâu. Lazarus không chết đâu. Nhưng nó đang ngủ để ta tới đánh thức bạn ta dậy. Hãy thức tỉnh tâm trí của mình. Đừng để cho sự sợ hãi, bất an tấn công bạn liên tục. Nhìn cơ hội mà lại ra khủng hoảng. Mọi người hiểu không? Có một kẻ khi không có công ăn việc làm, qua nói rằng: anh mời anh X ơi, lại đây tôi có công ăn việc làm này cho anh này. Mới kể ra một chút công ăn việc làm lương tháng, anh ta bắt đầu nghĩ ra một loạt những nan đề. Ơi, thế này tôi làm sao tôi làm được? Thế này tôi chết. Vợ tôi sao? Con tôi làm sao? Sức khỏe. Đưa cơ hội mà hắn lại nhìn thấy nan đề. Mọi người hiểu không? Còn có người khác vứt đầu nổ râu, véo mũi giật tai, khổ quá thế này, nguy hiểm, xong rồi. Nghe được một hồi, ra tiền. Bạn ơi, bởi vậy cho nên kẻ giàu lại vẫn giàu lên, còn kẻ nghèo vẫn cứ nghèo. Nó không phải bởi hoàn cảnh, mà bởi cái đầu của mình và cách nhìn. Hỡi con cái Đức Chúa Trời, trong đó có cả tôi và bạn, hãy thay đổi cách nhìn. Hãy đánh thức cơ hội đang ngủ. Amen. Amen. Đừng yên chí cửa hàng bán chạy như vậy là nó vẫn chạy trong một năm nữa. Phải thay đổi một cái gì đó. Phải thay đổi một cái gì đó. Không nằm một chỗ quen nằm nữa. Amen. Hội thánh chúng ta 200 người không thể mãi như vậy được nữa. Nó phải 400, nó phải 500, nó phải 1000. Tôi và bạn cùng nhau thay đổi. Hãy đánh thức cơ hội đang ngủ. Amen. Amen. Hãy nhìn vào lòng của người bên cạnh qua mắt của họ. Và hãy nói rằng: xác định đâu là cơ hội đang ngủ để đánh thức nó. Hãy nhìn sang người lân cận. Hãy nhìn sang người lân cận. Hallelujah. Điều thứ ba, khủng hoảng là sự luyện lọc để cho biết thật và giả. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24. Đây là điều mà chúng ta sẽ kết thúc bài giảng. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 24. Lời Chúa nói về hai loại người. Một loại người nghe lời ta và làm theo như người khôn kia xây nhà trên đá. Người mà nghe lời ta mà không làm theo giống như người dại xây nhà trên cát. Hãy lắng nghe câu 25 này. Có mưa sa nước chảy, gió lay xô động nhà ấy song không sập vì đã cất trên đá. Mưa sa nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, cái đó gọi là khủng hoảng. Vấn đề nó không phải điều kiện bên ngoài đâu, mà vấn đề bạn là ai thì nó sẽ là khủng hoảng hay nó là cơ hội. Nếu như nhà của bạn xây trên đá thì mưa sa nước chảy, gió lay xô động, nó là cơ hội để cho nhà đó hiên ngang trước gió như ngọn hải đăng. Còn nếu như nhà đó được xây trên cát thì mưa sa nước chảy, gió lay xô động nhà ấy sẽ bị sập. Không những nhà đổ mà còn tivi, tủ lạnh, đi văng, đồ trang sức cũng bị tiêu tán luôn ở trong cái nhà xây trên cát đó. Amen. Amen. Hallelujah. Đây là về thực tế này. Bây giờ là điều quan trọng, nghe thực tế này. Có ai từng khi bạn tuyên xưng một cái gì đó, sau đó thất bại đúng lĩnh vực đó không? Bạn nói rằng: Chúa, cảm ơn Chúa vì ngài kêu gọi con là người làm kinh tế giàu có. Lắng nghe. Sự tấn công về kinh tế của bạn sẽ kiệt quệ đó anh chị em. Một nguyên tắc trong Kinh Thánh rằng: cái gì tin trong lòng miệng xưng ra. Nếu lòng không nghi ngại thì sẽ nhận được điều đó. Cái từ nghi ngại đó là cần phải qua khủng hoảng. Đừng có mơ hồ nhá.
Mọi người hiểu tôi đang nói không? Phê-rơ, lắng nghe này. Phê-rơ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con thề có bóng điện, nếu con mà bỏ Chúa nhá, con bé mà con kiến, Chúa vào tù, con sẽ vào tù cùng ngài. Ông vừa nói ra như vậy, thử thách đến ngay trong đêm đó. Mọi người hiểu không? Chúng ta rất ngây thơ, nhận được lời hứa công bố ra miệng và lại mơ hồ là ngủ một giấc sáng mai dậy là mâm cỗ đã dọn sẵn rồi. Xin lỗi, cái đó chỉ trong chuyện cổ tích hay là của Alibaba và 40 tên cướp thôi. Bạn không gọi vừng ơi mở cửa ra và mọi thứ đã bày ra cho bạn đâu. Lòng tin miệng xưng ra, lòng không nghi ngại cơ. Làm sao để biết được lòng nghi ngại nếu không qua khủng hoảng? Làm sao để biết được lòng không nghi ngại nếu không qua mưa sa, nước chảy, gió lay, sâu động nhảy? Bạn cứ tưởng rằng Trần Mạnh Hùng luôn luôn thành công như thế này à? Xin lỗi, không phải đâu. Không hề có điều đó. Tôi được kêu gọi năm 94 cho đến năm 99, đã biết ít nhất 2 lần muốn tự tử chết. Bụng đói meo, luôn chọc lỗ để cho nó không bị tụt quần khi già. Hai túi sáu bông thành một túi to. Không dám lấy vợ vì tiền ăn còn chưa đủ. Hội thánh leo teo chỉ 20 trong vòng gần 10 năm trời. Bạn tưởng là dễ à? Chúa kêu gọi tôi năm 93 đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Công bố lời đó ra, hộ chiếu bị thu lại, không ra khỏi Moscow được nữa cơ. Bị bắt thường xuyên, nộp phạt. Ma quỷ nói và cộng với nhiều thằng khác, nó nói rằng mày đi khắp thế gian vào cái mắt à? Cứ mà đi vào tù thì khó đấy, đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người à? Đó, mưa sa đó, nước chảy đó, Chúa ơi, đi khắp thế gian vào đâu Chúa? Hay là họ sẽ đẩy con đi Siberia? Đó, hội thánh lớn à? Đó, gần 10 năm đấy, leo teo 20-30 người đấy, thử xem người giữ được sự kêu gọi đến bao giờ. Bạn ơi, đừng mơ hồ. Thế nên nếu như bạn được Chúa kêu gọi trở thành triệu phú, nhiều năm đầu tiên sẽ là không phú. Tôi không chơi phú ở đây đâu nha. Không phú. Amen. Và như vậy bạn có tiếp tục giữ sự kêu gọi đó hay không? Bạn vừa nói rằng Chúa ơi, hãy cho con tình yêu với vợ của con. Về nhà là bạn có yêu được vợ tiếp tục nữa hay không? Amen. Chúa ơi, con yêu chồng con lắm, con vâng phục chồng con lắm, con sẽ vâng phục anh hết cả cuộc đời của mình. Về nhà nó dán quả trứng đổ nước sôi. Bà bảo đầu nằm chỗ nào, cái ông đánh lại. Đó. Sự thử thách đấy, mưa sa đấy, đấy là lòng của bạn đấy. Mọi người hiểu không? Bởi cho nên chúng ta cần phải chuẩn bị trước. Nó không phải đơn giản, nhưng mà nguyên tắc của nó luôn luôn phải xưng ra thì mới nhận lãnh được. Nhưng mà xưng ra sau đó có thử thách. Amen. Gió to nhiều khi rất là tốt cho những trái táo. Nhiều khi cây táo rất là chịu, có hàng ngàn quả như vậy. Nhưng có một đêm xảy ra gió thổi âm ầm, rụng mất 500 quả, còn lại 500. Cả nhà thức dậy thấy táo rơi lá lên từ phía dưới này. Đứa con ra khóc nhặt từng quả táo xanh một. Còn bố đã đứng chỏ tay túi quần cười. Mùa này được mùa rồi. Con hỏi tại sao lại được mùa? Bố đã nói rằng nhờ có gió hôm qua mà những trái thừa nó rụng, 500 trái này mới bán được này, vì nó sẽ là trái ngọt. Bởi vậy cho nên bạn nhìn vào điều xảy ra với bạn với con mắt gì? Khủng hoảng hay là cơ hội? Khủng hoảng hay là cơ hội? Khủng hoảng hay là cơ hội? Phụ thuộc vào bạn. Mời anh chị em đứng dậy nào. Sự thật con người chúng ta không thích những cái khó khăn xảy ra. Nhưng dường như mỗi một lần ai đó khó khăn lại là một sự thách thức đối với tôi. Bạn ơi, một người leo núi Himalaya Erevek cao như vậy, 6 lần ông leo lên đều thất bại, phải bỏ dở. Nhưng nhà mà đầu tư cho chuyến đi đó đầu hàng, không muốn đầu tư nữa. Ông mới tập hợp lần cuối cùng để làm chuyến thứ 7. Tập hợp tất cả những người cổ đông lại, ông chụp cái ngọn núi Everest cao nhất thế giới đó chiếu lên màn hình. Mời tất cả mọi người đứng dậy.
cầm micro, ông ta chỉ vào màn hình, ông ta nói rằng Everest, mày cao nhất thế giới nhưng mày không thể lớn hơn được, còn tao sẽ lớn. 6 lần trước tao chưa chiếm được mày, nhưng tao sẽ lớn lên, còn mày thì không thể lớn hơn được nữa đâu, tao sẽ chiếm được mày. Bạn sẽ nói với nan đề của bạn trong mấy năm vừa qua, viết nó ra dòng chữ ở trên tờ giấy đó, dán lên tường, cùng chồng cùng con của mình chỉ vào nó: thằng nợ nần, mày không thể hơn được, còn tao sẽ mạnh hơn. Thằng cãi nhau vợ chồng, thằng bất hạnh, mày không thể hơn được nữa, không có gì tồi tệ hơn được nữa, còn tao sẽ tốt hơn và thắng được mày. Hãy đợi đấy, sắp tới sẽ knock out. Amen. Nào, hãy nhắm mắt lại nào. Với một tấm lòng đồng cảm, tôi muốn cầu nguyện cho bạn. Xin Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta nhìn vào những nan đề xảy ra trong cuộc sống của mình với một con mắt. Nó chỉ là tạm thời. Hãy đánh thức cơ hội đang nằm ngủ, dù nó đã mê mệt biết bao nhiêu năm tháng qua. Hãy nhờ Chúa Giêsu đánh thức nó dậy. Lazarus, giấc mơ của ta, cơ hội của ta, hãy thức dậy, phục vụ ta và gia đình ta. Khủng hoảng giúp cho tôi và bạn được mạnh hơn. Sắt mài sắt để dao được sắc, bạn sẽ mạnh hơn nhiều với lưỡi rìu được mài sắc. Cha ơi, con cầu nguyện cho những con người này và chính mình con nữa. Hãy thay đổi tâm trí chúng con bằng đức tin trên lời của Ngài và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Hãy giúp cho mỗi chúng con nhận biết được cơ hội đang nằm ủ ấp trong nhà của chúng con lâu ngày rồi. Chúng con cảm tạ Chúa, nguyện chiến thắng đến trên những con người này trong danh Chúa Giêsu Christ. Nguyện ơn lành của Chúa Giêsu, tình yêu Đức Chúa Trời Cha qua sự giao thông của Đức Thánh Linh hàng ở với mỗi chúng con từ nay đến đời đời. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.